Như vậy ở chỗ này cái chữ header, ví dụ như chỗ này là bạn để cái tên công ty của mình vô đây, ví dụ như chỗ cái phần đầu tiên header mình có thể để tên công ty ha. Bạn có thể đổi cái size, bạn có thể đổi cái kích thước để cho cái chữ của mình nó lớn hơn, nó đẹp hơn, được chưa? Rồi tương tự như vậy thì chỗ này ở bên CSS, ở bên CSS mình sẽ để display cho nó là fillet, nó sẽ giải phóng cái canh lề đối tượng. Sau đó thì mình chọn justify content center, align item center thì nó sẽ giúp cho đối tượng của mình căn giữa theo chiều ngang và căn giữa theo chiều đứng, được chưa? Đó là cái chữ của mình nó sẽ tự nhảy vô căn giữa theo chiều ngang và căn giữa theo chiều đứng. Rồi cái tiếp tục nữa là chúng ta sẽ cho cái menu bên hông. Menu bên hông của mình là mình sẽ thay thế vào cái chỗ này, chỗ slide bar này, đó là menu bên hông. Như vậy cái menu bên hông thì mình quay trở lại cái bài 1 của mình hồi sáng. Bài 1 thì mình có cái menu là V menu ha, cái menu bên hông mình có cái menu bên này, menu bên hông trong phần index đây, cái chỗ cái slide bar này thì mình sẽ bỏ cái chữ này đi và mình thay cái menu vào. Đồng thời khi mà mình có cái menu thì bên cái CSS mình cũng phải đưa cái V menu này qua, tại vì CSS mà mình phải định nghĩa mình đưa nó qua. Đó, CSS style h menu đây rồi đúng không? Thì ở dưới mình để là V menu. Như vậy ở chỗ này thì thầy có cái icon các bạn nhé. V menu thầy có cái icon. Thứ nhất là nó có cái icon là rainbow và cái thứ hai là icon là orange. Thì tùy các bạn, khi mà các bạn hover vào các bạn muốn đổi thành cái gì, và nhớ sẽ sử dụng là cái background size, là cái độ lớn của cái icon đó là bao nhiêu. Như vậy thầy sẽ đưa hai cái icon này qua chứ không là nó không có ra. Mình kiểm tra lại cái trang của mình coi có không ha, lưu cái đã. Đây trang của mình chưa có, sao nó chưa có ta, cái NAV của mình nó chưa có cái CSS gì hết. Bài tập lớn index index của bài tập lớn class slide bar v menu. Style v menu index. À, nó có rồi, nó có rồi mà nó hồi nãy nó đấy là do cái nền cũ á, cho nên giờ mình bỏ cái này này đi. Hồi nãy mình nói là mình xài cái nền để cho mình thấy thôi đúng không? Bây giờ mình bỏ cái nền đi. Như vậy trong này thì cái thằng slide 3 mình bỏ nền đi nè. Đó. Rồi cái pending mình bỏ luôn cái 1RM này đi để coi thử nó ra cái gì. Đây. Đó. Bỏ cái này đi. Rồi cái thằng container này mình cũng bỏ cái này luôn đi. Bỏ cái này luôn đi. Rồi ok. Đó, được chưa? Các bạn thấy nó không có nền thì nó dễ chịu hơn đúng không? Rồi cái logo của mình không có nè các bạn, cho nên là thầy sẽ copy cái logo bên kia qua đây, icon orange và rainbow, hai cái này.
Ctrl C. Bài tập lớn image dán vô. Dán vô cái đây load lên lại. Này, thấy chưa? Đó, nó lên icon cho mình rồi nè. Lên icon. Rồi bên này là danh mục sản phẩm. Danh mục sản phẩm của mình thì mình copy sản phẩm qua. Sản phẩm qua. Lát 7. Bài 2. Đây, danh mục sản phẩm của mình đây. Cái này là 70% lot left pending. Vậy thì mình coi thử cái của mình 70% rồi đó. Mình sẽ lấy sản phẩm qua. Đây, sản phẩm của mình 25. Đừng có dư deep nha. Các bạn sẽ thấy mở đâu đóng đó là đủ thôi chứ không được dư. Dư là nó lỗi đó. Bài tập lớn. Đây. Danh sách sản phẩm thì mình sẽ bỏ vô cái thằng main content này nè. Bỏ danh sách sản phẩm vô đây. Tất nhiên là cái sản phẩm của mình là mình chưa có CSS. Cho nên là nó không ra. Đó. Mình phải đưa cái CSS của cái sản phẩm qua nữa. CSS của sản phẩm. Như vậy thì mình sẽ có cái thứ nhất là 25 nè. Rock nè. Đó, product á. Mình sẽ đưa tất cả những cái gì mà liên quan đến product qua. Đây, product của mình đây. Đó, CSS của product ha. Đây, các bạn thấy là product của mình đã có CSS. Nhưng mà do là mình không có mấy cái icon kia. Với lại mình không có cái hình. Cho nên là nó không có đưa ra được cái icon của mình. Như vậy thì mình qua bên này mình lại lụm mấy cái icon qua. Icon của mình là nó sẽ có letter là 1 nè. H là 2 nè. Package là 3 nè. 1, 2, 3. Rồi mình có cái new icon nữa nè. Mình có cái hình sản phẩm. Hình sản phẩm. Hình sản phẩm nè, Ctrl C. Ctrl V. Ha, mình load lên lại coi. Đây. Đó. Như vậy mình đã có đầy đủ được cái trang của mình. Có logo, có menu slide bar, có danh mục sản phẩm. Ở dưới này bạn thêm cái phần footer vô, thông tin liên hệ của trang, bạn thêm vô. Được chưa nào? Rồi bây giờ bạn sẽ viết tiếp mấy cái trang mà thầy yêu cầu. Đây là trang chủ là mình xong rồi nhé. Trang slide bar có luôn rồi nhé. Danh mục sản phẩm có rồi nhé. Trên mỗi khối sản phẩm có nút like, share, buy now. Có rồi nha. Khi nhấn like thì đổi sang biểu tượng khác. Như vậy ở chỗ này các bạn sẽ xử lý thêm cho thầy về cái sự kiện bài tập lớn index. Thì bạn sẽ xử lý thêm cho thầy cái ủa sao tự nhiên nó mở cái bụi ba bài tập lớn index. Xử lý thêm cho thầy cái sự kiện của cái thằng image và hash. Ví dụ như là cái thằng like này đi. Lúc đầu thì nó đang hiển thị cái biểu tượng này. Thì nếu như mà mình click chuột vô cái thằng like này xong thì nó sẽ đổi biểu tượng khác. Ví dụ thế. Đổi biểu tượng khác. Thì các bạn sẽ viết thêm cái phần CSS đó. Tương tự như vậy. Cái thằng letter cũng đổi sang. Như vậy thì mình làm CSS thôi là mình đã có thể thay đổi được rồi. Như vậy thì ở chỗ này mình có cái prop, có cái image icon mình để chung chung ha. Icon này mình để chung chung. Như vậy thì nếu như mà bạn muốn thì bạn phải làm cụ thể cho cái nút like.
bạn làm cụ thể cho cái nút like, bạn sẽ dùng một cái class cụ thể cho nó. Thử suy nghĩ ha. Đó, như vậy thì cái nút like, nút share này mình sẽ để cho nó một cái liên kết. Một cái liên kết. Như vậy giả sử ở chỗ này chúng ta có cái sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm đầu tiên. Đây, sản phẩm đầu tiên. Cái email này của mình thì mình sẽ đặt cho nó một cái liên kết. Cái liên kết để cho mình nhảy đến cái trang like ha. Mình nhảy đến cái trang like thì khi mà đưa con trỏ vô click chuột, hoặc là mình sẽ xử lý cái chỗ này cho cái class, mình đặt một cái class là like. Like icon. Và qua bên kia mình sẽ xử lý cái like icon ha, mình xử lý cái like icon. Đó. Ví dụ như qua CSS thì mình sẽ xử lý cái like icon này. Like icon. Như vậy ở chỗ này nếu như mà mình xử lý cái hover đi. Hover. Thì mình sẽ có cái box shoulder. Ví dụ như 0.05px red cho nó nhanh. Đó, ví dụ như thế. Thì cái chỗ like icon hover. Icon hover mình đang để ở, mình đang để ở đâu đây? Sản phẩm đầu tiên French image đầu tiên like icon. Rồi, ví dụ như vậy. Bạn thấy là mình hover qua là nó có nè. Thì mình sẽ xử lý thêm một cái sự kiện nữa là khi click chuột vô ha, khi click chuột vô là nó đổi cái biểu tượng khác vậy thôi. Đó. Như vậy chỗ này mình sẽ hover border bỏ đi. Ok. À, được chưa? Ví dụ như chỗ này hover vô thì mình sẽ có cái pending top 3 pixel. Rồi, mình có thể viết kiểu này, hoặc là mình viết cái kiểu là đối với lại cái menu, đối với lại cái class icon, đối với lại cái class icon, class icon.
mình sẽ có một cái thằng con img, con img và ở chỗ này mình sẽ hover thôi. Đó, bất kỳ thằng con nào nó cũng có tác dụng hết. Yeah. Bất kỳ con nào. Đó. Rồi xong. Như vậy cơ bản là mình đã xong rồi đó. Rồi có thêm phần menu, có thêm phần danh mục sản phẩm. Bây giờ bạn sẽ làm cho thầy khi mà click chuột vô đây thì nó ra cái trang chi tiết sản phẩm. Được chưa? Như vậy thì mình sẽ click chuột vô cái trang sản phẩm bất kỳ. Ví dụ như sản phẩm của mình là sản phẩm này, là cái friend này. Thì lúc trưa thầy có nhắc các bạn á, thì chúng ta sẽ có một cái page. Page này là page chi tiết của sản phẩm này. Như vậy thầy sẽ tạo trong cái page cho nó khỏi có bị rối. .html. Và phía bên trong này thì bạn sẽ tạo một cái trang liên quan đến chi tiết sản phẩm. Và ở phía đây thì bây giờ bạn liên kết chưa được đâu, không? Ví dụ bây giờ bạn suy nghĩ nè, click chuột vào cái gì thì nó sẽ liên kết, không? Như vậy thì cái thằng icon này là mình đừng có nên để click chuột vào, tại vì khi mình click chuột vào như vậy á thì nó sẽ không có thể hiện được cái nút like, nút share của mình, nó không được. Cho nên là mình sẽ để là đối với cái email này nè thì sẽ liên kết đến. Như vậy thì mình sẽ cắt cái email này đi và mình để đây cái thẻ A. Rồi đường dẫn của mình là chấm xịt pay đi đến cái trang của mình là French. Rồi cái nội dung của mình hiển thị là cái hình. Rồi được chưa? Như vậy thì cái trang của mình đây. Đó. Đây thì không có chữ, không có new, không có, đúng không? Xuống đây giá không có, nhưng mà đưa vô cái hình. Đó. Đưa vô cái hình thì cái hình này của mình nó sẽ nhảy qua đây, được chưa? Nhưng mà các bạn thấy là cái cấu trúc của mình nó bị phá vỡ tí xíu nè, cấu trúc của mình nó bị phá vỡ tí xíu. Cái hình này là mình đang để nó kích thước nhỏ, còn cái hình này nó về kích thước thực của nó nè, là do mình cấu hình trong cái CSS đó. Trong CSS của mình hồi nãy mình để cái frog image, còn mình là bây giờ là frog a, không? Bây giờ mình copy thêm cái thằng này nữa đi, cũng y chang vậy. Frog rồi a, qua cái thẻ A nữa cũng vậy luôn. Đó, qua cái thẻ A nữa cũng vậy luôn. Đó thì nó quay trở lại, thấy không? Là do cái lớp của mình đó các bạn. Cái lớp của mình là cái thằng này là mình bỏ trong cái thẻ A. Cho nên là mình định nghĩa cái CSS này nó không thấy. Cái này là từ cái product cho đến image. Còn cái thẻ của mình hồi nãy là product qua thẻ A rồi mới đến image. Cho nên nó không thấy. Không? Thì cái đó là cấu trúc xếp tầng của CSS đó các bạn. Được chưa? Như vậy thì đối với lại cái nội dung mà chúng ta đang học thì khá là nhiều, đúng không? Một buổi, một ngày hôm nay mà thầy đã chuyển tải cho các bạn nguyên một cái CSS khá là nhiều vấn đề. Như vậy thì cũng rất thương các bạn. Nhưng mà thôi cố gắng đi, đúng không? Học nhiều giỏi, học nhiều giỏi, không có gì hết, đúng không? Quyết tâm lên, mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm được một cái sản phẩm tốt nhất có thể, đúng không? Đó thì cố gắng hết sức, chứ cũng không biết nói gì hơn, tại vì thời lượng của mình khá ít, thầy ở xa các bạn, cho nên là sự cố gắng của các bạn là niềm hạnh phúc của thầy và năm thầy cô cùng tham gia với mọi người. Cho nên là các bạn hết sức cố gắng nha.
khó khăn thì cố gắng vượt qua.